chào Khánh Hoàng, xin mến chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay Khánh Hoàng buổi tối có đi ngang gặp cô lụm bọc của cô chú anh chị. Cô đang lụm bọc đây, Khánh Hoàng cũng chia sẻ với cô chú anh chị luôn ạ. Nay giờ này khoảng giờ này 10:30 rồi cô chú anh chị. Con chào cô. Dạ. Cô đang lụm bọc hả cô? Dạ, lụm bọc. Dạ. Sao lụm phi chứ không đi ban ngày mà đi ban đêm? Ban ngày nắng quá đi không có nổi. À, cô có bệnh gì không mà đi không nổi? Không, có được bệnh nhất đau lưng. Đau lưng hả cô? Dạ. Đau lưng. À, mình đi ban phi cho nó ban đêm cho nó mát hả cô? Dạ mát. Dạ. Lụm nhiều gì rồi hồi cô sách về làm sao? Sách được. Có ai tiếp cô không? Không không. Dạ, không có con cháu gì trơn hả? Vậy là không có con cháu gì luôn? Không có coi. Vậy rồi, có chồng không? Cô có chồng không? Có mà giả sử là đi không có chồng bệnh. Sao cô có chồng mà sao cô? Là lớn tuổi rồi bệnh. À, nằm ở nhà. Vậy là chồng cô nằm ở nhà bệnh ha. Vậy là cô đi làm này đặng mà nuôi chú đó nha. À dạ. Mua thuốc mua men uống cho. À mua thuốc cho chú đó nha. Dạ. Cao quá. Cao bệnh chàng gì đó. Gì cô? Đau bệnh chàng gì đó. Dạ. Bệnh chàng đại tràng đó hả? Dạ. Viêm đại tràng. Sao mà chàng lâu quá rồi. Rồi đi lượm vòng vòng vậy là từ hồi tối tới bây giờ được hai bọc bự gì luôn đó ha. Của người ta cho nữa đó. Cho thêm cô lượm. Vậy là khoảng nhiêu tiền cô? Ta cho ngày bữa bán 40 có, 50 có, 30 có, 20 có tùy cho bữa. Dạ tùy bữa nha cô. Còn có nhiều bữa thì phải cho tùy. Dạ. Chút ít chút ít. Ở. Rồi cô nhà cô ở đâu cô? Nhà ở dưới đường cạnh cầu quân đội. À, cầu quân đội. Mình kéo hai cái này về tới dưới nhà nó luôn. Rồi nhà mình rồi chú bệnh nó nằm nhà bệnh nằm nhà. Rồi đất đó là nhà mình nhà cửa đàng hoàng không cô? Đất của nhà nước. À đất của nhà nước. Nhà nước. Ai cho ở tạm đó. Là mình nhà nước cho mình ở tạm ha. Ừ, nhà nước cho ở tạm. Vậy là cô làm gì là để kiếm tiền mua thuốc rồi cho chú với sinh hoạt hàng ngày vậy đó hay là 40-50 ngày vậy? Có lượm bao lâu rồi mà được nhiêu cô? Lượm hồi chiều giờ mà chú có cái xe cậu mua du lịch đó, chú kêu cho mỗi chai. À chú cho chai rồi ha. Giấy, giấy chai là cũng được. Nhiêu đây là mình bán năm mấy ngàn đó ha. Dạ. Dạ. Bây giờ mình chỉ sống là nhờ vào việc đi lụm bọc rồi hả cô? Dạ. Giấy đồ chai nước đồ bán hàng ngày. Dạ. Vậy là đỡ một cái là cô không có đau sinh sống thôi chứ không có bệnh gì khác nha. Còn chú thì bị đau cái gì đại tràng. Viêm đại tràng ha. Dạ. Chú là bị bệnh viêm đại tràng ở lâu chưa cô? Mấy năm rồi ha. Dạ có dẫn chú đi khám bệnh rồi không cô, đi bệnh viện á? Không có tiền đi. Không có tiền đi ha. Vậy đó hả? Không có tiền đi. Dạ. Phải có tiền rồi đi rồi nghe nói chữa cũng hết mà sao không có tiền. Dạ. Vậy là hai cô chú là không có người con nào luôn? Không có con. Dạ con vậy đó ha. Cô là năm nay nhiêu tuổi rồi? Tuổi Thìn á. Tuổi Thìn hả? Còn cô mấy tính tuổi nữa nè. Ở khoảng 6 mấy không cô? 7 mấy rồi. Dạ 7 mấy rồi ha. Con không con dốt cái gì tính tuổi này quá nè. 71 72 gì đó. Dạ con năm nay 71 tuổi đó cô. Vậy là đủ chưa cô hay là lụm thêm nữa? Thôi, dạ, thôi ha, 10 giờ mấy rồi, 10 giờ rưỡi rồi. Tà tà về. Dạ, rồi tà tà về dữ
cũng 11 giờ rồi đó. Dạ. Giờ làm gì rồi cái giấc sáng cái mình đi bán rồi lại cho người ta, rồi cái mình tẩy ngơi. À, mà ngày tắt lửa ra, lửa ra rồi phơi cái nào ướt phơi khô, lòng thì ướt phơi khô, cái nào lửa theo cái thứ mới bán được. Dạ. Giấc tối là mình mới đi. Không mình đi. Lửa phơi rồi rồi bán nha, rồi giấc tối mình mới đi lượm nữa. Dạ. Ở vòng vòng sớm thì mình có ai giúp đỡ mình không chú cô? Lâu lâu cái cho gạo vài ký, 5-10 ký vậy đó, lâu lâu rồi tháng hai tháng cho gạo đồ ha. Vậy bây giờ cô mình đem này về hết cô? Dạ. Này chắc cũng nhẹ, nó không nặng hết cô? Nhẹ hẳn ha. Nãy nhìn thấy cũng bự mà hỏi cô nói bọc không à, nhẹ nhiều không à? Dạ bọc không à. Dạ. Cô lượm mà chiều tới giờ được nhiều của chú anh chị này, cô cũng có mấy chú cho thêm. Dạ con gửi cô 100.000 nha cô nha. Dạ, 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 cảm ơn con. Để cảm có gì có cô chú giúp đỡ á thì con lại cô tiếp. Dạ, có cô chú nào mà thương á mình nó giúp đỡ mình là con sẽ lại con trao cho cô tiếp. Dạ. Ở này là phần của con gửi cô. Dạ. Cảm ơn hai con. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn hai con nhiều lắm. Cô chúc hai con nhiều sức khỏe dồi dào. Dạ, con chạy nghe mà con thấy cô lụm lụm nè. Cái con bịch cái mịt mặt trắng á. Con tưởng là dán cái miếng salonbát vô cái miệng con, nó cái cô đó bị gì mà dán cái miếng salonbát bự vậy. Vậy hả? Quay lại là cái đồ bịt mặt. Dạ. Đây về đó cũng còn cả cây gửi số á, xa đó. Không có rồi. Dạ. Đi nó quen rồi. Đi là dạ, đi quen á nhưng mà nó xa. Đi mỗi đêm á. Mỗi đêm hôm nào cũng tới đây. Dạ, muốn gặp cô thì lên đây là thấy cô ha. Dạ. Dạ. Chỉ bị nhức xương sống rồi thôi cô ha. Đang uống thuốc cho là nó hết. Dạ rồi ha, cái giờ mình đồ là bình thường ha. Dạ, nha. Dạ, không có gì chứ. Dạ, chỉ có dạ. Xương sống thôi nha. Nãy giờ thấy cô đấm đấm cái xương sống đó, chắc cũng đau rồi ha. Lớn tuổi rồi, hay nhức xương sống cô ha. Chứ không có đau. Dạ. Còn nhỏ cho nó không có bệnh. Trời thương thế con ha. Không có bệnh gì hết. Không có bệnh gì hết, nhờ mắt nuôi chú thôi chứ không có bệnh gì hết. Làm luôn. Dạ. Chứ không có bệnh hoạn. Chú bị đó là lâu rồi đó con. Lâu rồi ha. Hồi đó ông ăn cái ổ bánh mì đó, mì thịt. Dạ. Ông ăn ổ mà thịt cây ông bị ăn luôn chừng vài tiếng hồi sau cái chảy ra màu xanh không đó. Tiểu hả? Đi tiểu ra màu xanh hả con? Đi cầu. Màu xanh không rồi nó sổ không nằm chỗ ngồi. Ờ. Sao tới giờ luôn đó. Bị cái gì đó. Rồi con phải nuôi tới giờ luôn. Chứ hồi cắt cô chú còn nhẹ thì chú cũng mang tiếp con ha. Không, dạ. Cô đi lượm gì rồi có sợ dịch bệnh gì không? Không. Tôi... Nãy giờ con không thấy cô là kéo khẩu trang xuống luôn đó. Nghĩ á. Không có bệnh. Dạ. Cô nói trời thương mà không có bệnh gì hết á. Mỗi đêm bằng ngày bằng đêm thì tôi cũng niệm Phật. Phật à dạ, tốt quá. Dạ, đúng rồi cô, mình lớn tuổi mình niệm Phật tốt lắm cô. Dạ. Niệm Phật cái trời Phật thương mình. Niệm tới bà bảy vị Phật rồi đó. Dạ, tốt quá. Ông gia không có bệnh hoạn hồi nào giờ nữa. Dạ. Có bệnh. Dạ, rồi chú ở nhà là có tiền rồi mua thuốc đủ không cô? Anh dạ, anh đi bán về nhà cho vài chục về cái mua thuốc mỗi ngày cho nó uống đó. Mỗi dạ, ngày nó uống đó. Chú có bảo hiểm không con? Có bảo hiểm. À có bảo hiểm đỡ. Dạ. Người ta cho bảo hiểm người ta mua đi con. Dạ cái người giúp mình là người ta cho đấy chứ mình cũng không có mua đó. Rồi cô chú có sổ hộ nghèo gì không? Sổ hộ nghèo. Không có. Không có sổ hộ nghèo. Cái hộ khẩu của mình ở đây không hay là ở hộ khẩu ở chỗ khác mà không có? Thành ra không có ở đây. À dạ. Chỗ khác nha. Quê cố đâu cố? Quê ở đó, ở Châu Đốc. Cha mẹ sinh ở Châu Đốc. À dạ. Rồi cô chú mới xuống đây làm ăn dạ, nha. Dạ. Bởi vì người ta không có cấp sổ hộ nghèo đúng rồi, dạ. khác chỗ. Mình xuống đây mình ở lâu chưa cô? Ờ lâu rồi. Vậy đó nha. Năm rồi đó. À dạ. Hồi trẻ cô làm gì? Lúc mà còn trẻ cô làm gì? Dạ, đi bán
bưng này cái nọ á, không bán này bán kia mình bưng đi ha. Dạ, lớn tuổi rồi, hết làm nổi rồi. Bây giờ phải có tiền á, có vốn mà cô đi bán vé số rồi bây giờ mừng á ha cô, chứ giờ lụm bọc mà đâu ngày đâu có nhiêu tiền. Cô bán chừng 100 tờ vé số cũng khỏe hơn. Bán vé số là mấy người lớn tuổi như cô là phải mất đi. Nhưng mà cô lớn tuổi người ta cũng thương, người ta thấy người ta chắc cũng giúp đỡ mình, giống như người ta muốn ủng hộ mình đó cô. Dạ. Chứ mình đi lụm bọc này nó cũng đâu có tiền đủ để mua thuốc men. Cô thấy cô lụm vòng vòng mấy sọt cát nè, cực quá. Cái chú đó chắc cũng lụm luôn quá. Không phải. Không phải không? Để đi vòng vòng mấy sọt cát cũng thấy cực quá trời cực. Dạ thôi giờ cô cũng về đi, 10 giờ mấy rồi, khuya rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe nha, hôm nào ai chồng con đến thăm cô. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Mấy cái đó là mình xài không được, cái gì bỏ cô. Ừ, dạ. Mấy cái này là bán không được ha, cô lựa. Lựa dai rồi. Lựa rồi. Dạ. Rồi cô đóng lên. Rồi cô về đi. Dạ. Mấy cái này nó cũng nhẹ rồi chứ chị. Nhẹ. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều. Sẽ có mạnh thường quân giúp cô, rồi con xuống con trao tiền cho cô. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi cô đem chai nước theo uống nữa hả cô? Đâu có. Cái chai này là cái chai giữ tay. À. Chú kia mới cho ra. Dạ. Cá hùng vịt nè, cá thịt lộn. Dạ dạ. Dạ. Đem về nhà mình ăn nha. Cô gác tiền đây chừng mấy. Cô để vô túi á. Dạ có túi. À có túi. Để nó nhồi lên á. Thôi về. Chú kia mới cho được ra. Đi ra nằm. Dạ mấy vài ngày sau sẽ cánh hoàng sẽ đến thăm nhà của cô. Dạ. Dạ. Con ở gần đây hả? Dạ, con ở Thốt Nốt á. Thốt Nốt cách đây 10 cây số. Ờ. Thốt Nốt kia Thốt Nốt chẳng hạn. Dạ. Ờ, có quẩy gì về đó nha. Dạ, quẩy về có quẩy gì về. Dạ. Khỏe quá, bởi dạ. Vì cô làm gì cái có sức khỏe. Dạ. Con một chút với con về đó hả? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì cô cũng về của chính chị ơi. Tối rồi. Dạ, dạ bữa nó con ghé hà. Rồi chào cô. Dạ dạ. Cô thì cũng không bệnh hoạn gì nhiều, cô chính chị cũng lớn tuổi thôi, tại không có làm gì được, cũng nhức lưng thôi. Nhức tối thì cô lụm nó mát hơn, còn chú thì bị viêm đại tràng, cũng nghe cô nói là viêm đại tràng cũng lâu rồi đó. Hôm nào hai vợ chồng Khánh Hoàng sẽ đến thăm cô để coi tình hình cô thế nào. Với lại cô thì gia đình thì không có đất đai chứ, hiện tại cô cũng đang ở đậu của chú anh chị. Khánh Hoàng hỏi cô Tinh Văn, cô hôm nay cũng 71 tuổi rồi. Cô vẫn còn tiếp tục đi lụm dài được cô chú anh chị. Hiện tại Khánh Hoàng cũng ở đây là ở quận Ô Môn đó cô chú anh chị, ngay trung tâm quận Ô Môn luôn á, bên kia là công viên Châu Văn Liêm. Kia cũng trang trí đèn rất là đẹp của chú anh chị. Cô đang lội dài về. Khánh Hoàng cũng xin kết thúc video tại đây ạ. Và hẹn gặp lại của chú anh chị trong những video lần sau. Khánh Hoàng cũng rất mong của chú anh chị luôn ủng hộ kênh Khánh Hoàng để Khánh Hoàng có động lực để làm nhiều video khác hơn, mình thiện nguyện. Xin cảm ơn ạ.